Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Dự hội nghị có ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Triển khai thực hiện nghị quyết 29, 10 năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố lãnh đạo thành phố luôn quan tâm chỉ đạo theo dõi kiểm tra tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện các kế hoạch đề án về đổi mới giáo dục đào tạo theo từng giai đoạn đến nay các đề án cơ bản được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả nhất định các trường trên địa bàn thành phố đã có nhiều đổi mới trong phương pháp hình thức và kỹ thuật dạy học đổi mới nội dung phương thức đánh giá học sinh sinh viên tăng cường kỹ năng thực hành chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghiên cứu học của học sinh sinh viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong dạy và học đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá. Quy mô và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học trên địa bàn thành phố tiếp tục được củng cố theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Các tham luận tại hội nghị của đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng trong triển khai thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.